40 bạn mà em hết trơn luôn kìa. Em nhất cùng chụp nè, em chưa đúng chụp anh được. Đúng rồi, đúng rồi, vô đi. Vô tôi vô đây. 10 năm chưa gặp được. Rồi đây đây đây. Rồi coi coi. Em bắt cho bỏ. Nhanh 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 1 2. Em xem xe mới rồi cho em chụp. Ba ba đếp xe mới. 2 3 cười. 2 3 cười rồi ok. Lẹ ba em xe mới cho em chụp. Trời có hung. Chưa chưa chưa. Đi đi nhanh nhanh nha. Rồi anh Phúc vô nè. 1 2 3 nhìn con, nhìn con Phúc. Nè nè nè. Rồi chụp đi. Nè nè nè, đây nè, nhìn nè. 1 2. Nhìn đây nè Cường. Hai cho em mình ép. Rồi ok Cường. Rồi ép xe mới vô đi. Ờ xe mới. Lần đầu tiên đi show. Bye bye. Ép xe mới lần đầu tiên đi show nè đó. Đẹp gái quá trời luôn đây chị này nè. Nè, anh này cũng ép xe mới luôn. Nguyên, ừ. Nguyên nhìn đây nè. Của Quách Nguyên đó. Đây nè. Cô Linh Nguyên ơi, cô Linh Nguyên ơi. Rồi rồi. Nhanh 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 nhanh. Đẹp trai ghê. Được rồi, được rồi. Anh lấy vuông anh lấy vuông miếng bạc bạc. Rồi. Ép xe mới luôn rồi. Xạo quá. Chạy lên thấy là chồng sao ngoại tiếp con á. Chàng trai 2 tuổi là có bồ nhiêu rồi. Ơi, thôi cho con vô mũi em đi anh. Hôn dắt Cường mày ơi. Hôn dắt Cường mày. Nè mày lo này giờ mày. Trời ơi. Hô nãy nãy. Hô dắt Cường mày lên. Hô. Vui bữa nay chụp hình vui quá em. Ôi bỏ đi. Trời ơi. Mày sợ tôi chưa? Mày sợ tôi chưa? Hô dắt Cường ơi. Ờ dặn cái đó nghỉ đi anh ơi. Ôi, em lại mà thấy mẹ em luôn là chị chịu biết đâu em lại thấy mẹ. Bỏ này đi. Rồi, em bỏ này. Em lại thấy mẹ em luôn chị. Nè chị chụp cho hai đứa nè. Nè nhìn cười 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 nè. Con ơi. Cho chị này chụp cái. Ừ rồi 1 2 3 cười. 2 3 kéo áo lại. Đúng rồi. Rồi, nhìn cô đây 1 2 3 cười. Rồi ok. Rồi vậy. Qua cầu. Qua cầu nha. Trời quá đất chị luôn rồi. Lấy con giá xe nữa. Ừ. Em nhanh nhanh. Đi bộ ra. Nhanh. Dạ, phanh mới luôn hả? 1 2. Phanh mới không luôn á, bữa nay phanh mới không luôn. 1 2. Rồi ok. Rồi cho nó qua cầu đi. Ê mở đèn lên. Anh bắt cây ghê. Đóng chôn em về. Đúng rồi, mở đèn lên. Anh đi, anh đi, anh đi. Ừ. Đi. Rồi chừng ai té xuống đó nha, từ từ không chen không lớn. Anh bắt cây ghế ngon cho em về. Cầm giấy thằng bà nội. Đi cầm giấy. Ôi lại đây. Nó đi toilet mấy bà ơi. Em nói vô gì rồi kêu tôi đi về. Ôi. Tạm biệt con. Bye bye em. Trời sao xem xuống vậy. Trời ơi chị ơi. Đi về đó. Ơi. Con ơi. Đi bộ vẫn kịp con. Cô tập thể dục đó con mà. Phúc ơi về đi. Nãy giờ cũng chạy khí thế ra luôn. Phải không? À, tranh thủ chị nắm tay đi. Định mặc cái áo xanh này để chặt cho mọi người. Đâu cho anh coi đây. Đâu cho anh coi. Đẹp quá con ơi. Đã gì ta? Luôn dễ thương, cái màu dễ thương quá. Sao lại không? Ôi cái màu này trùng luôn nè. Sao lại không mặc? Nắm tay cái coi. Thôi đi chị dành cho mọi người lộng lẫy đi. Trời ơi, con vẫn tỏa sáng nhất, con vẫn là viên kim cương tỏa sáng nhất. Hôm nay các bạn chụp hình vui quá. Dạ. Hôm nay các bạn chụp hình là vui nhất luôn á. Ủa có cô bị gì vậy? Không, cô Vân bị đau chân hết. Cô Vân bị đau chân. Bye bye con. Happy birthday nha. Bye bye con. Sinh nhật vui vẻ. Cưng quá à.